bà chị mẹ xu nè tao khnề lấy dương bắt to cá thôi làm hạt bắt to tiết cứ intermediate hoặc là upper intermediate bẹp bòn từ năng ten hay năng passive nè hay dương bắt to bị lệ nè cứ lệ mà thấy mà đo lệ sam sẽ bấm vay trong nhóm cá ở bên chị mẹ chị hay bẹp bòn từ năng chấm nói về cho con nó nhằm sân khai bài play nơi từ nick miền bay sẽ lắc chân mưa vì ở vậy được trong sân khai bài play tới hay miền bay sẽ lặng năng hay trong bây giờ màn tích ông phi chậm lại về con nắng bà bẹp con tình năng action verb bẹp con tình năng state verb ok kìa sắp khá vì ai prai chi action verb phong vì ai prai chi state verb phong chậm lại nâng khi trong bây giờ tha kìa sắp bài chi sắp hiệu vẽ nè state verb nè mùi chậm nốn ai thử bán kế pra nơi khăn nông tùm rung bạp continuous ok chẳng kế ai pra state verb bạp nơi khăn nông ca continuous form phong kế ai pra bán nơi khăn nông tùm rung bạp thoa mà đà dù dù simple chỉ đàm present simple chẳng á nè và sân ba state verb nước xâm đáy từ lưu ấy kì nè ai chẳng nói nhìn chồng phật khớ nè chỉ tu tớ state verb mình ai pra ban này khăn nông ca khôn thì nhớ vậy có bằng ta hát phò kê nè thế này nó khăn phục khớp đau xâm khăn tớ lưu chồng nói hát phò kê nè cứ xâm đau tớ lưu xâm phép đỏ xón rứ có xâm phép nực đại cổ bông tay đầm náy ca in progress đại cổ bông tay ca lại nơi bê về lia chạy lẹ nà muối nè chẳng còn ai chồng nói nâng mà nâng thì ai pra state verb ban ok anh ấy hát mẹ anh ấy thử video về chẳng hạn tới mơ an về mà chọc tới hỏi tới tập will have be going to will nè miền chùm nói khá khá là trong trong video đó nè will pra xâm đại từ lưu sức đây xâm đại chứ ca xâm đại chất phliem phliem ca xâm đại chất ở hạ mà ta khơi phliem xâm đại chất anh nâng phở vi lời hờ tại tập offer phát đo là vay mùi ở nam nè phát đo chùm nuôi phát đo lôi cả phát đo ấy cái đây ở tại tập đo promise kể tới sau này ra bong xong sau này ra thả bong sau này ôn này nó có phải bị bi lệ hay để tăng bị stress để tăng bị cầm đeo cầm hay ấy cái đó để tăng bị cầm đeo cầm hay mà sân trên này ai mình thân liên tế nhôm là cắt lên ao lôi chài chẳng là nó để tăng cầm đeo cầm hay này review gió lắm sau này được ca bạ để sạc ca mình tự tu điệp ca nhôm nâng mình tự cho room nhôm nâng mình ấy là đấy ok chương trình nói tập năng dự sân khai bài play miền tập mán muối bí bay bốn pram anh chắc để tôi viết miếng phèo cho nội nâng hỏi mưu tổ hồ từ be going to bộ phải thành nâng đá nâng nâng được cái bản ta nâng nít cứ nâng bạp cùng luôn đài riêng chồng tục sạch bạch hỏi bằng hai bí phó tàng cho nội chắc miếng phí cho nội nâng thì mỗi bạp cùng luôn ở tại tôi viết cùng luôn phở bị be going to mà I am going to love her chẳng hạn nhóm đang thở lại nhà đấy với ca trên phi cầm rốn à cầm rốn thở thơ mạch men lôi men bục vị chia cho ba loa chấm nè đang ngày này này chẳng ta nắng ca tha plan arrangement các bạn này ok ca điệp chọn plan ca đưa arrange plan evident hoa tàng hôm mà ta bật khám áo bên trong phiên như anh vậy ta is going to rain các bạn này khi mưa được tam năng mà hơi à xuống án đối chiều về anh ra đấy bà và ta là thà nên sống cọp này ngôn là thà phía bà hạt là khuôn cả làng phía thơ plet anh đang bên này chẳng phía tệ à xuống án đang chọn sống cọp này đó bài phía mà thà khi ông khó tên này ấy nếu biết đây ok khi ông tức đo present perfect chẳng tới ca pra pra miền bà mang chùm nói này cứ anh specify khoan chùm nói đây mình ba loa nếu à tay đặc ca khi ông kết tha lầm hát nó phải chi bán cái ao tới bị cô nơi bị vô bây giờ cô này thì chẳng phải chi sao bà đã khỏi có bàn tay và to bị đặt mưa bị cà bị vô hơi xong giật lầm hát nó tới phơi nè bà này mà chạy hiện nó xong phơi hết nhà chậm lại mà cho mà bà sơn mà men phê bị liệt cục quan nè bà sơn mà men phê tới mình ấy thì chẳng chăm sao bà đã cào chậm cái của bà này thì cô nơi bị vô anh ấy tiếp về dụ về bà chẳng ngày nắng khoảng là dừng sọc xa một phía kinh lưu bây giờ cô bẹp bọn tình năng cà hai chùm nói xem xe tía đó present perfect simple chẳng chùm nói tìm mỗi cái bằng hai anh phía chùm nói đài mạng chùm ba loa đài mạng chia lẹ nơi bà tê tạ ca mẹ này thả mạch ông bà thả I have been to Spain
I have been to Siem Reap three times. ខ្ញុំបានទៅលេងប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទប្រទេសបាល់ទាត់ណាអឺ3ដងមកហើយអញ្ចឹងពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់វាអត់មានទេនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនថា I'm specify point and specify time ក៏បានតែពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់មិនជាក់លាក់ណាមែនថាមកប្រមាណថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអាហ្នឹងហើយគេថា I'm specify point អញ្ចឹងកត់ចំណាំមួយទៅអញ្ចឹងយើងប្រើការ present perfect simple បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង past simple ណា I went to Spain the same time in 2005អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាដាក់2005មកវាច្បាស់ច្បាស់2005មកច្បាស់តេនអូខេអញ្ចឹងភាពខុសប្លែកពីគ្នារវាងការ present perfect simple និង past simple គឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុច database and specify time ឬក៏ point ហ្នឹងចំណុចទី2សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅពីអតីតកាលប៉ុន្តែមានលទ្ធផលបង្ហាញលទ្ធផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើទៅពីណាយនេះអូខេខ្ញុំមិនអាចរត់វ៉ាលីបាទឃើញទេរបស់យើងឃើញទេ Have you seen it តើអ្នកបានឃើញវាទេបច្ចុប្បន្ននឹងរើមឃើញហើយអានេះគឺកាលឡើងនៅពេលអតីតកាលតើអ្នកបានឃើញវាទេ Talking about general experienceបបពិសោធន៍ជាទូទៅណាយើងប្រើតែទៅពី ever ទៅទៅ never ធ្លាប់មិនធ្លាប់ឬក៏មិនដែលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើការ present perfect ជាទូទៅសំដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលណាមួយណាពេលវេលាណាមួយ at some moment នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកឯងធ្លាប់ធ្វើនេះអ្នកឯងធ្លាប់ធ្វើនោះអ្នកឯងមិនដែលធ្វើនេះអ្នកឯងមិនដែលធ្វើនោះអាហ្នឹងគឺក៏ប្រើបែបអញ្ចឹងI never eaten monkey មិនដែរអីគេស៊ីស៊ីខូស្វាខ្ញុំក៏មិនដែរខ្ញុំអាចនិយាយបែបហ្នឹងបានពីមុនមកទេចានេះគឺក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងគឺប្រើ present perfect simple ប្រតិការដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មោកទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីគេប្រើចាស់នេះទើបតែអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយតែទៅកើតឡើងថ្មីថ្មោកតែអ្នកចង់ទៅញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទេអត់ទេអរគុណច្រើនខ្ញុំទើបតែញ៉ាំហើយមិញគេយើងប្រើចាស់មកអូខេអាហ្នឹងតែតើវាសកម្មភាពដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មោងណាលេខ5ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងរហូតមកដល់ឥឡូវបាទ up to now ក៏បាន until now ក៏បានដែរហើយយើងប្រើជាមួយ yet a Carlos ហើយនឹង Rodrigo នៅទីនេះទេទេពួកគេមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ yet មកមើលគេយល់ហ្នឹងទៅអូខេស្រី6ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងពីមុនអ្នកបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា already ខ្ញុំបានទទួលមកថារៀនបញ្ចប់ graduate ទៀតហ្នឹងទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យរួចហើយអញ្ចឹងបានកើតឡើងវិញណាពីមុនដែលបានរំពឹងទុកលេខ7ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានចាប់ដើមកើតឡើងនៅពេលអតីតកាលហើយមិនទាន់មកផ្លាស់ប្ដូរមែនថាវាមិនទាន់បានកែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ for ហើយ since ចូលចាំពាក្យនេះអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវចាំនេះអាក្នុងវងកញ្ចក់នេះសិតតែអាចប្រើនៅក្នុងការ present perfect បានហើយ myបានធ្វើការនៅណា what word នេះអស់រយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំឥឡូវគាត់នៅធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើបែបនេះ for ហើយ since អស់រយៈពេលប្រហែល for នេះគេប្រើបង្ហាញពីចំនួនពេលវេលាកំឡុងអំឡុងពេលវេលាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ for ហើយពាក្យ since នេះគេប្រើដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចកកើតចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចនៃអ្វីមួយអស់ហើយនេះគឺបង្ហាញពីគេចាប់ផ្ដើមនៅពេលអតីតកាលហើយបន្តបានបញ្ចប់ជូលីធ្វើការនៅអូបាវតវតតាំងពីណានេះ September កាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវគឺនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងសង្ខេបបែបផ្លៃនៃ present perfect មាន7ចំណុចហ្នឹងសង្ខេបមកកត់អាខ្មៅខ្មៅនេះទៅអូខេចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង present perfect continuous យើងប្រើ present perfect continuous ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលបាន
started បាទ started ចាប់ផ្ដើមនៅអតីតកាលហើយបន្តមកដល់ឥឡូវតើណែចាប់ផ្ដើមនៅអតីតកាលហើយបន្តមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយ clear ដែលអាចដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងការ present perfect continuous បាន4 5 minutes អស់រយៈពេលប្រហែល5 minutes 3 minutes នាទីហ្នឹងអស់រយៈពេល2សប្ដាហ៍តាំងពីណាណែTuesday អានេះជាការកំណត់ចំណាំដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងការ present perfect continuous បាននិយាយទូទៅ present perfect continuous ហើយនៅ present perfect simple ស្រដៀងគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើកិរិយាសព្ទមួយចំនួនអាណាដែលថាប្រើអាចប្រើជាមួយ continuous បានអាណាត្រូវប្រើជាមួយ simple អញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្លះត្រូវកំណត់ចំណាំទៅលើកិរិយាសព្ទទៀតអាអូជូរេសិនតើទៅកំឡុងពេលលំឡុងពេលវេលាណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើនៅក្នុងហ្នឹងហើយដែលអាចត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងនេះអាហ្នឹងហើយមើលឧទាហរណ៍នេះហើយកំណត់ចំណាំខ្លួនឯងសង្កេតទៅ They have been talking ពួកគេបានកំពុងតែជជែកគ្នាអស់រយៈបាទកាលពី1ម៉ោងមុនហ្នឹង the last hourគេមកមួយអញ្ចឹងមេថាសកម្មភាពហ្នឹងក៏នៅតែកើតឡើងដែរតពីអតីតកាលមកបច្ចុប្បន្នឥឡូវនៅកើតឡើងប៉ុន្តែសកម្មភាពហ្នឹងគឺកំពុងតែ talking អូខេកំពុងតែ talking ជាឃើញសកម្មភាពទេ She has been working at that company ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអស់រយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំឥឡូវកំពុងតែធ្វើការដែរអូខេអញ្ចឹងមេថាសកម្មពេលខ្លះយើងអាច confuse ទៅនឹង present perfect simpleមេថាវាស្រដៀងគ្នាវាអាចប្រើបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទជាមើលទៅតាមកិរិយាសព្ទណាបើថា working កំពុងតែធ្វើការឥឡូវកំពុងតែធ្វើការឯងមេថាតទៅបច្ចុប្បន្នអត់តទៅអតីតកាលមកបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវកំពុងតែធ្វើការឧមាថាខ្ញុំកំពុងតែរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបាទអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងរៀនបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំឥឡូវយើងរៀនបាន3ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងមានថាសកម្មភាពនឹងកំពុងតែកើតឡើងយល់ទេ What have you been doing តើអ្នកបានកំពុងតែធ្វើអ្វីកាលពីប្រហែលនេះ30មីនីតមុននេះតមកហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំបកប្រែទៅតាមហ្នឹងហើយប្រហែលទៀតអ្នកនរអាចយល់បានដែរអូខេហើយខ្ញុំសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់នេះសូមយកទៅអនុវត្តធ្វើរិះបាទធ្វើហើយចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំកែឲ្យហើយបើសិនជាអញ្ចឹងបើសិនម្នាក់នរគ្នាចំណាប់ណាធ្វើហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយយកតែមកខ្ញុំផ្ញើចម្លើយជា document ទៅអូខេដោយសារតែវីដេអូនេះវារៀងវែងតិចដោយសារតែការបញ្យលវេយ្យាករណ៍នេះអញ្ចឹងតែប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍អូខេជម្រាបលាបាយបាយ